chắc chắn hiểu không? Ok, làm tí thịt rom đã cho đỡ đói. Thạc vào rồi làm tí thịt rom nhá. Đó, combo nhiều thế này ăn nó thịt nó mới lên, máu mới lên nhiều đó. Úi dồi ôi, máu này các bạn. Đi nào. Yeah, đầy máu rồi man, come on man. Ôi trời ơi, cái gì mà đông vậy, thề yếu vãi luôn. Mà còn chả lái xe được nữa, mình có còn ý thức mà sao không cho mình lái xe nhở? Nhạc khùng gì đây? Rồi, đủ rồi. Oh god, what the fuck. Rồi, tất cả tránh á. Rồi, tránh ra đi. Please. Vào đường nào đây? Considering how many dead people are in here, still smells surprisingly like a bus depot. Đây là khu chờ xe buýt à? Bây giờ là lấy điện thoại cho bà Blackburn này. Thư của bà ý. Got your phone. Battery's still good. Rồi, pin vẫn còn ngon. Nhắn cho bà ấy file. All right, done. Thank God. Xong chưa? Okay. One last thing. You'll have to head out to Westridge. Why? What for? A meeting with royalty. Call me when you get across the bridge. Bây giờ tới cái cầu. Oh my God! What the hell is this? Rồi, tránh ra đi. À, fan hâm mộ nhiều quá. Help me. Biến đi. Oh shit. Đây là nỗi khổ khi làm zombie các bạn. Chả ai muốn làm zombie cả. Tha cho em. Đây toàn mấy cái thử thách. Xin lỗi anh không rảnh, anh có thế giới để cứu. Cái này như là kiểu này, nếu mà vồ lấy đơn thân một con zombie thì nó sẽ đấm nổ. Nó sẽ execute luôn.
Đây các bạn thử xem nhá. Nếu mà một con đơn lẻ mình đoán chắc là sẽ đó, kết thúc luôn. Còn nếu mà đông đông ấy, kiểu một nhóm người thì chắc là không được. Tha cho em đi. I'm not sử dụng MTP. Em giờ em đã là người khác rồi. Và cũng may là ở các cái tập trước của game chính thì mình đã chạy bộ rất là nhiều, bây giờ mình đã quen cảm giác đi chậm rồi. Đấy, và các bạn cũng thế, mình nghĩ là vì hy vọng mình cũng nghĩ là các bạn đã quen rồi. Giờ chúng ta không cần phải đi xe, chúng ta chạy bộ cũng rất là quen rồi. Rồi, chuẩn bị thêm một cái năng lực tiếp theo. Yeah, có cái này mới bá chứ. À, con lợn này. Dậy, dậy, dậy. Ủa, nó không làm được, nó không làm được. À, ui, ai à? Đau ấy. Thôi các anh, tao đừng làm thế. Mày quá, thằng này nó không đấm được mình. Đừng đấm em mà, tội nghiệp. Em có biết gì đâu. Em chỉ là con tôm thôi. Ủa mày, con nó chết rồi. Mấy thằng lính lác này thì đơn giản. Sao? Mấy thằng lính lác chúng mày thì đơn giản quá. Sợ sợ thằng ấy sút kìa. Ok. Các bạn đã cảm thấy vào cái... Ôi, em xin lỗi. Tại sao con này nó không chi nghe gì vậy? Ok. Vào đây mày. À, nó không cho mình vồ nó. Vồ một cái em nó gần chết luôn. Đừng anh em ơi. Ai anh ơi. Em xin lỗi. Đừng cái em tội nghiệp. Oh shit, mày quá. Giờ sao đây? Rồi, té thôi. Mình cần hồi máu thôi. Cắt tắc. Ủa, được có tẹo. Ít vãi. Cho vô cái baby. Mẹ, một combo lởm vãi. Nào. Vào chỗ này chơi. Đó. Vậy mới đáng. Tiếp nào. Hồi máu nào. Chờ nó hồi một lúc. Ra mình nghĩ là tích để hồi máu thì cũng rất là nhanh thôi.
đầy luôn. Bây giờ chúng ta có đến hai tuyệt chiêu rồi. Hai tuyệt chiêu gọi là càn quét zombie rồi. Chẳng phải ngại gì nữa. Blackburn, I'm in Westridge. Blackburn. Oh, yes, sorry. Head to the high school. There's an evil pack there. Very organized, highly efficient. I bet my life the Alpha has a queen buzzing in its head. What, like the wasp queens that they use to make Zombrex? Same idea. Much more powerful. Cái gì đây? Cái gì đây? Bây giờ là phải đến trường học này. Lấy cái Evil Pack và cái gói gì mình không biết nữa. Đang gọi cho Hammond. Look, I want to help and I owe you more than I can count, so wow. Có Hammond kiểu what the fuck? Mày là zombie mà. Đấy, nó vẫn chưa tin được là mình còn sống và mình là zombie. Get the hell out here, boy. Này ngu này. Nào có tránh ra không? Để anh dở cái trò chơi bẩn ra với các chú. Các chú mới chịu được à? Giờ con này đầy máu thì mấy quỷ đâu còn. Come on. Tránh ra. Rồi. Trường học thân yêu. 3 trên 10 rồi. Sao? Nhảy. Bốn con. Con này là năm. Au. Thế nó có chiêu giống mình. Nhưng có điều tao là nhân vật chính, tao làm sao mà chết được. You crazy motherfucker. Tao nhảy lại mặt mày. À. Cắn tao này con khùng. Oh shit, more. Cuộc họp zombie. Come on. Cho em cái IB, cho em cái combo với. Cho em ôm cái anh Dom. 5. Ra đây, ra đây. Đâu đấy? Đứa nào đấy? Đứa nào đây? Chết. Mấy con rồi? 7. Con này là 8 này. 8. Hai con nữa. Nào. Chúng mày còn gì nữa không? Show me. Đây rồi. Nào cho em cắn cái anh. Cho em cắn cái.
À, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Mình mày có vụ á? Mình mày có vụ á? Mẹ cái này nó game nó lỗi nhiều quá. Kêu này, kêu này. Yes. Cái gì đây? Cái gì đây? Mấy em fan hâm mộ. Fan hâm mộ. Fan hâm mộ. Ăn cả. Ôi trời ơi, cái con này nó chèn ở đâu ra thế này? Fan hâm mộ. Fan hâm mộ, fan hâm mộ. Vẫn còn ESO rồng à. Hết chưa? Hết rồi mà. Ồ, vẫn còn đây các bạn ơi. 10 cái rồi. What the hell? Thì game này bug as fuck. Rồi, Evo là con nào đây? Ôi. Ôi ôi ôi, xanh xanh này. Ôi, what are you? Con này kinh nhé. À, à, ôi, con này có vẻ mạnh, con này có vẻ mạnh. Sao không nhảy được vào con này ta? Ây da. Rồi, ô, đánh hết. Giờ chạy được các bạn, con này nó mạnh quá. Ủa, nó bất chấp luôn. Ồ, zombie điên đây rồi, ôi, máu cái. Té. Mày đâu rồi? Ôi kìa, what the fuck is this? Cái này xài khó quá, con này nó chạy liên tục. Rồi. Mày. Ok. Đó. Trèo với tao này, trèo. Bốn mươi lăm phút, oh shit. À, khó chịu quá. Oh my god, fucking die already. Rồi, đây rồi. Chúng mày muốn gì? Chúng mày muốn gì? Thích giả điên, giả điên, giả điên, giả điên, giả điên. Tao tát mặt chúng mày. Like a little bitch. Nào, một giả điên nữa không? Khủng khủng điên điên, khủng khủng điên điên. Tát vào mặt. Xong rồi. All right, your majesty. Time the royal we got out of dodge. Khiếp, hóa ra con kia là kiểu zom zom chúa. Zom kiểu như kiểu kiến 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 thường với kiến chúa các bạn. Và nó thấy nó ghi là queen không? Sợ á. Mình phải thực sự mình phải kiếm cái gì đấy. Kiếm cái gì để ăn thôi. Đói quá, có máu kinh. Sao mà đây ít thế này? Tìm chỗ đông đông. Mà ra đây kiểu gì nhỉ? Coi bản đồ nào. Thật sự mình phải rẽ trái rồi.
gì hết, được có tẹo, mấy con này lởm quá. Chạy ra ngoài đường cho nó đông. Cỡ ra nó phải đông như thế này mới đáng. Đấy. Không cho nhảy luôn nữa. Tôi bị gì này? Mình thề các bạn, game này bug vãi đái luôn. Rất nhiều bug và rất nhiều glitch. Mình được tăng thêm máu kìa. Càng nhiều máu thì càng nhiều trách nhiệm. Mới gọi là ăn máu. Cái gì đấy? Kẹt kẹt rất khó chịu. Chạy thẳng đường này đến. Bây giờ là bí quyết chạy bền, thỉnh thoảng chạy là các bạn phải chạy chậm lại một tí. Không nó sẽ bị hết thể lực. Ok, trang trại của thằng Tom này, người mà đã chết từ lâu. À, đó là cút ra. Con này muốn gì? Hổ víu. Mình tưởng Zom không trèo được chứ. Zom phải trèo điên chứ đừng bảo là Zom không trèo được. Trông đồng phanh chán nữa, chán đời vậy. Trông nát. Đây là chuyện xảy ra khi mà bạn vừa thi học kỳ mà lại rơi vào chủ nhật. Và đây là kết quả của bạn khi mà thứ hai vừa đến. Damn. Ô, con Hammond đây rồi. Hey! Hammond, it's me, please, do not shoot me. And if you do, please not in the head. Holy fucking shit. Đừng bắn em chị yeah, ơi. I know. God, what the hell are you? Ông là cái đéo gì vậy? Ô, có gì sáng đây này. I'll just keep this handy. À. Bây giờ chạy là mất ít thể lực hơn. Thế, họ đi nhảm ốm. Hey. Awesome. Woo, you look like you've never seen a mutant zombie man before. I don't. Is this for real? What are you even doing here? Obviously, I'm here to help with the hijacking. Wait, where's Blackburn? What the shit? It's Obscurus. We could take them. I mean, you were just about to hijack one of their helicopters, weren't you? Frank, that was gonna be a surprise attack. We can't go toe-to-toe with armed soldiers in body armor. Shit. All right, Hammond, you cover my ass. I'll take care of him. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ phải có một cái kế hoạch. Đó là hijack cái helicopter, cướp cái trực thăng. Mà trước khi đấy thì phải giết bọn lính này đã. Support me, motherfuckers! Anh ra đây! I'm coming! You little fucks! Ow! Đừng bắn em! À quên, mình có kỹ năng mà! Woo! Đéo gì? Mình hét mà tại sao không có chuyện gì xảy ra? Tao làm gì có vũ khí mà drop? À, mày bị điên à? Mày chuyện mày chỉnh đi. Còn nữa hả? Ô
đúng rồi. Nice. Sao? Sao? Sao có đuổi? Tiếp nữa hả? Nhiều quá vậy. Tại sao không? Lên! Lên nào anh em! Ui, mình phụt vào cái xe mà nổ cái xe luôn này. Mạnh nhé. Vô ích thôi con. Vô ích thôi. Mà thằng Frank bảo con Hammond hỗ trợ mà xong trời hỗ trợ gì trời. Xấu tính vãi. I'm still me. Obscure sure has impeccable timing. Oh yeah, perfect. Speaking of which, Blackburn. Hey, buddy. How's it going? Hammond. You're alive. Yeah. Surprised? I guess I shouldn't be. And I suppose Frank is also alive. And with you? The hell is going on here, Doc? I couldn't let it go. You're worth more to humanity and to me as a preserved specimen. And Hammond, I told Obscurus about the hijacking. Don't try it. You'll all die. Should have seen that coming. We're fucked, Frank. Obscurus is ready for us. I'll deal with Obscurus. You get your guys ready to hijack that chopper. I am not getting stuck in this town. Not again. Fuck that. And neither any of you. What are you planning, Frank? Okay. Chúng ta sẽ đến lại cái hầm rượu này. Thực sự là mình bị cái con mụ Blackburn lừa. Và bà ta đã thông báo cho bọn Obscurus để chuẩn bị sẵn sàng để cho cuộc tấn công của chúng ta. Không biết rằng Frank có kế hoạch gì đây. Man, confused quá. Alright, Frank, tell me the plan. First I'm gonna deal with Obscurus. Then I'm gonna find Blackburn and make her cure me. You sure you don't have brain damage? Frank, Obscurus is expecting us. It'd be a slaughter. Please, I already survived death. Have a little faith. Holy shit. Okay. Bây giờ là kế hoạch rất đơn giản thôi. Đến giết hết bọn Obscurus và bắt con mụ Blackburn cứu chữa cho chúng ta. Chấm hết. Mặc dù biết là bọn Obscurus đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng mà vẫn lao đầu vào dọ. Cá này là cá kiểu cá không sợ ươn nữa các bạn ạ. Chuẩn bị sẵn sàng chui đầu vào dọ thôi man. Trước khi vào làm tí. Oh. Mày chết. Lính ngu. Nào mấy con cho mày đi. Chết chưa. Xịt máu. Ok. Đi. Chết mẹ, lửa. Đó, đúng rồi. Nào. Ui, thực ra cái cú này nó mạnh lắm chứ. Cái gì thế này? Đánh nhau không? Chó chết. Thế nào là Khạc nước bọt. Rồi, rip my friend.
Thằng này đơn giản vãi. Chả nên nó đánh lại gì mình cả. Bug hay gì các bạn. Như mình nói game này rất nhiều bug. Ok. Ba chỗ lận. Thằng này nó nói là something's moving. Là tao chứ ai. Mẹ chết rồi, lính ESO. Lính ESO sút. À. Sao? Anh bạn muốn gì? Xong chưa? Chơi chơi anh bạn. Mày này. Còn ô này. Tại cho mày cái chết. Cái chết lắng nhắc nhất. Đó. It's not too late to say you're sorry. Is it too late now to say sorry? Oh God. We're both to blame if you think about it. Rồi, giờ mà vào đâu? Mấy con mụ già khắm lọ. I'm coming for you. Ôi, đông quá. Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Bắn, bắn. Nào bắn tao. Một thằng mất súng. Thằng này, thằng này, thằng này, thằng này. À, mày đá tao. Mày đá tao. Mày đá tao. Qua thì người ngon hơn. Mày bắn tao, mày bắn tao. You just don't give up, do you? No, Frank. Frank, just listen. I had to do it. Tại sao bà phải làm thế? Bán thể xác tôi cho Obscurus hả? Phải đổi mạng người lấy một cái vớ vẩn gì đó. Vẫn còn lính trong này các bạn ạ. Đây, tao sẵn sàng rồi. Mày thì sao anh bạn? Mẹ đau quá. Thời gian lấy máu các bạn ơi. Nào vào đây, vào đây, vào đây. Vào hết đây. Thế gì sao trả được cái combo mấy này. Trời ơi, được có tẹo. Đó lên nào. Tiếp. I got one. Target spotted. I got something. Intruder. Intruder. Ai à. Được lắm. Được lắm. Ủa không được rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Nào, chuẩn bị nào. Mình đã sẵn sàng skill để chuẩn bị đối mặt với thằng này. Come on, come on, come on.
Mày đây rồi. Mày. Mày. Tao đây cơ mà. Tao đây cơ mà. Tao đây cơ mà thằng đần. Nào ra đánh nhau. Ra đây thằng đần. Xong. Ồ, có thêm bọn Obscurus đang chờ mình ở nhà hàng. Ok. I'm fucking ready, man. Hầm rượu tờ. Giờ phải vào đến trong kia đúng không? Gì đấy?